Xin chào các bạn thân mến, hiện tại mình đang trên hành trình đi lên Đà Lạt ngày hôm nay nha các bạn. Thì mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vào lúc là 5:30 sáng nè. Hiện tại mình đang trên giao lộ quẹo qua cái đường Phạm Văn Đồng để đi lên cao tốc. Mình đi theo bản đồ đây ha. Thì cái kế hoạch của mình hôm nay mình sẽ đi cái cao tốc mới Phan Thiết Dầu Dây và Phan Thiết Cam Lâm nha các bạn. Mình đang lên đường Phạm Văn Đồng, tốc độ tối đa là 80 km/h. Dù đi sớm nhưng mà cũng khá là đông xe nha các bạn. Đường này đường Phạm Văn Đồng, đang ô tô thì vắng nhưng mà lại xe máy nè, đông lắm. Đây thì cái dự tính cái thời gian đi trên Google báo là cỡ khoảng 5 tiếng 30 phút sẽ tới được trung tâm thành phố Đà Lạt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi lên cao tốc ha, và mình sẽ dừng chân ở trạm dừng chân cao tốc Long Thành Dầu Giây để mình ăn sáng cũng như là nghỉ ngơi. Sau đó mình sẽ tiếp tục hành trình đi trên cao tốc Phan Thiết ra tới quốc lộ 28B lên đèo Đại Ninh. Rồi, ok, mời các bạn theo dõi chương trình của tụi mình nhé. Đó, các bạn thân mến, là 6:08 mà mình đã có mặt trên cao tốc Long Thành Dầu Giây nha các bạn. Đây, đường cao tốc sáng sớm thì đẹp lắm. Cao tốc Long Thành Dầu Giây thì hiện tại tốc độ tối đa là được 120 km/h, tối thiểu là 60. Mấy cái ông rùa bò này mà ông đi chậm, ông cứ đi lên trái không nè. Đi trên cao tốc thì những ai mà đi chậm thì nên đi lên bên phải ha, để nhường đi lên bên trái cho những xe mà đi nhanh á. Đó là cái văn hóa tham gia giao thông. Đi trên cao tốc các bạn nhớ giữ khoảng cách an toàn nha các bạn. Không nên đi sát nối đuôi nhau ha. Và khi đi trên cao tốc thì cái tầm nhìn của các bạn phải xa ra. Cao tốc thì đi tốc độ cao á, cho nên tầm nhìn xa ra để mình phán đoán, mình xác định được cái tình hình phía trước ha. Lúc đó mình sẽ có cách xử lý nhanh kịp thời. Dự kiến khoảng 5 tiếng nữa mình sẽ tới được trung tâm thành phố Đà Lạt nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị qua cái trạm thu phí á, trạm thu phí Long Phước đó các bạn. Đây là cái cầu mà mới vừa qua trạm thu phí Long Phước nha các bạn. Cái cầu này nối địa phận hai tỉnh thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai ha. Cầu cao lắm. Thì ở trên cầu này tốc độ tối đa cho phép chỉ được chạy 100 km/h thôi nha các bạn. Xe tải và xe container nặng á, mà đề ba lên cái cầu này là đề ba không nổi luôn á, như rùa bò luôn á. Vậy thiết kế cái cao tốc này cũng dở ngay chỗ rồi, trạm thu phí ở sau á, nhưng vừa đi chậm lại để qua trạm thu phí xong rồi lên cái cầu cao thì cao. Mấy xe công với xe tải nó chở hàng nặng nó đâu lên nổi đâu.
sáng sớm đẹp quá các bạn ơi. Sương mù ánh sáng rất là đẹp ha. Quá đẹp luôn. Là cao tốc Long Thành Dầu Dây nha các bạn, chưa vô cao tốc Phan Thiết đâu. Đó, mình chuẩn bị đi ngang qua giữa ha, một cái rừng cao su. Cái này mà đi sớm hơn chút xíu nữa thì có thể nó đẹp hơn. Tại bây giờ đã đang lại 6:30 rồi. Rồi mình chuẩn bị mình vô cái trạm dừng chân trên cao tốc Long Thành Dầu Dây để ăn sáng cũng như là nghỉ ngơi nha các bạn. Đây. Đây thì tốc độ giảm từ từ nè. Để chút nữa mình đi đường cao tốc không mà không có đi đường quốc lộ ngoài nên không có hàng quán gì. Cho nên nó buộc phải vô đây ăn sáng nghỉ ngơi cũng như đi vệ sinh các kiểu. Hiện tại thì trên cao tốc Phan Thiết Cam Lâm gì đó mà chưa có trạm dừng chân nha các bạn, chưa có trạm nghỉ cho nên bạn cân nhắc không được dừng nghỉ đâu chỉ được dừng những cái trường hợp nào mà khẩn cấp tạm thời thôi. Rồi, ok. Ồ, cũng khá là đông xe nha các bạn. Hôm nay là thứ tư mà cũng khá là đông xe đó. Ok. Các mình sẽ đi vô ăn hủ tiếu Mỹ Tho nha các bạn. Ok. Đây rất là đông xe, này thứ tự mà rất là đông xe nè. Đây nha các bạn, mình mới vô ăn 3 tô phở, giá là 75.000 một tô rồi. Đây, 75.000 một tô ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển. Hiện tại bây giờ là 7:12, mình sẽ di chuyển lên cao tốc Phan Thiết. Đi lên hướng Đà Lạt nha các bạn. Đây rồi, đi thôi. Sau khi mà vừa ra khỏi cái trạm dừng thì các bạn sẽ rẽ tay phải ha. Đây có cái bảng nè. Đó, rẽ phải Phan Thiết Dầu Dây nè. Mình sẽ rẽ phải ngay chỗ này. Đó, đi vô cái đường dẫn này thì tốc độ chỉ được 60 km/h thôi nha các bạn. Ông nội kia là hơi nhanh rồi đấy. Ông nội bán tải hơi nhanh đấy. Luôn luôn đi theo biển báo giao thông nha các bạn. Nhưng hôm nay là thứ tư trong tuần nhưng mà cũng khá là đông xe. Rồi đi vô làng cao tốc Phan Dầu Dây Phan Thiết. Thì cái Phan Thiết, cái cao tốc Phan Thiết Dầu Dây này được thiết kế với hai làn xe và một làn khẩn cấp cho nên tốc độ tối đa được chạy là 120 km/h, tối thiểu là 60 ha. Giống như cao tốc Long Thành Dầu Dây nha các bạn. Thì mình đi vô tới đây vẫn chưa có trạm thu phí. Chạy chút xíu nữa mới lên cái trạm thu phí ha. Thì theo như thông tin mình nhận được tới thì hiện tại bây giờ là cuối tháng 6 năm 2023 thì cao tốc này vẫn chưa thu phí nha các bạn. Cho nên ai có cơ hội thì cứ trải nghiệm cao tốc này ha. Thì sau này thu phí sẽ theo cái cước của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra thì khoảng 1.400 đồng trên 1 km nha các bạn. Các bạn đi bao nhiêu km thì cứ nhân lên ha. Đó là sau này thu phí. Rồi đi thôi. Rồi bên đây có một anh Cross biển số 79, giống xe mình nhưng mà giống xe mình đi chang luôn. 79 Khánh Hòa đúng không em? 79 Nha Trang Khánh Hòa. Wow.
đi cao tốc này nhìn cái con lươn nó to nha các bạn. Con lươn to rất cao ha. Thì cái con lươn to cao này nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là nó sẽ che được những cái đèn xe mà đi đối diện người ta bật pha ha. Thì mình đi bên này mình sẽ không bị chói mắt ha. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi mà các bạn đi tốc độ cao ở cái lane này nè, cái lane mà xét con lươn cứng này nè, thì mình sẽ thấy là con chó kìa, cao tốc mà có chó nguy hiểm các bạn. À, wow, cao tốc có chó. Thì mình nói lại là mình khi mà cái một cái nhược điểm mà mình khi đi cái con lươn mà nó cao như vậy á, thì nếu mà mình đi lên này nè, xét con lươn nè, thì mình sẽ có cảm giác là mình hơi sợ là tán vô con lươn này nè. Cho nên lời khuyên cho những ai mà đi cao tốc này á, thì mình nên đi lên bên đây ha, nó có chữ người nó thoáng hơn nè. Đấy, rồi, wow, đẹp quá các bạn ơi, hai bên là rừng cao su nè, mặt đường cũng rất là tốt nè. Như thông tin mình nhận được thì cái cao tốc này do tập đoàn Hải Sơn làm nha các bạn. Phải nói là tập đoàn Hải Sơn là một cái tập đoàn làm rất là uy tín. Rồi bắt đầu mình vô trạm thu phí đây, tốc độ giảm xuống 100 km/h, đây là 80 ha, mình giảm tốc từ từ. À, các bạn nhớ đi đúng theo giao thông nha các bạn, không là có bán tốc độ đó. Đấy, đây là 60 ha, mình giảm tốc từ từ nè, giảm tốc xuống. Nhớ là biển tốc độ các bạn phải giảm tốc trước khi vô biển nha các bạn, sau khi vô biển là bị lùm rồi đó. Ok, mình đi qua đây, mình tập trung đi qua đây kìa. Em mới chạy chút xíu, mình đã đi qua khỏi cái lối ra huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai rồi nha các bạn. Đây, rất nhanh, rất sướng nè. Cái khúc tầm này 7 giờ rưỡi sáng mà các bạn đi đường quốc lộ 1A thì thôi chứ. Cái đường quốc lộ 1A chỗ huyện tỉnh Đồng Nai á, đi rất là khó đi ha. Đường quanh co, đường nhỏ, không có vượt được nè. Mà nhiều giao lộ, nhiều ngã ba ngã tư nè, xe hai bánh cũng đông nữa. Cho nên cái cao tốc này, cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết này mở ra nhiều người rất là thích ha, nhất là những người mà đi ô tô á, tại vì người ta sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như là tiết kiệm được nhiên liệu khi mà đi được trên cái cao tốc này ha. Đó, nãy giờ mình đi với tốc độ trung bình là 100 km/h ha, mình vẫn giữ cái lane bên phải mình đi. Đường đẹp lắm nha các bạn, đường nó không có bị gồ ghề. Và khi mà đi trên cao tốc này tốc độ cao á, thì cái độ ồn mà dội vô cái khuôn xe á, nó cũng ít nữa, ít hơn nhiều so với những mình đi những cái đường khác á. Ở chất lượng mặt đường người ta làm rất là tốt nè. Có một cái khi đi vô đường này thì các bạn nên nhìn xa ra để xác định được những cái con chó. Đường cao tốc này có chó nha các bạn, chó ở khu dân sinh hai bên á. Đây có một cái lối ra quốc lộ 1A, mình sẽ tiếp tục mình đi thẳng. Tới những cái chỗ mà có nút lối ra này, các bạn nên đi giảm tốc độ cũng như là đi chú ý quan sát ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển ha. Mình đi khoảng 120 km nữa mình sẽ rẽ ra cái lối ra Lương Sơn Đại Ninh quốc lộ 28B nha các bạn. 120 km đi cao tốc không thì tốc độ trung bình là 100 km/h, thì cỡ khoảng 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng 20 phút mình sẽ ra khỏi con tắc cái cao tốc này ha. Qua đã, mình đi cao tốc nó rất là thoải mái, nó không bị ức chế so với đi đường ngoài nha các bạn. Đường không có đèn xanh đèn đỏ, không có nút giao, mình đi tốc độ cao.
chừng được cái khoảng cách an toàn đối với xe phía trước. Quá đẹp luôn, đường cao tốc rất là đẹp ha. Trên cái cao tốc này vẫn còn đang làm cho nên nó sẽ ghim nhiều cái biển hạn chế tốc độ nha các bạn. Các bạn đi lưu ý là đi qua những cái này các bạn phải giảm tốc độ ha. Đây 180, bây giờ đây là 60 ha. Rồi nhớ giảm tốc độ trước biển. Nhớ giảm tốc độ trước khi đi vào biển nha các bạn. Đây cái công trường người ta đang làm nè. Sẽ núi ra cái con đường đi giữa núi này. Rồi đi qua còi biển rồi mình đi thôi. Tại trên cái đặt bản đồ Việt Map này, cái cam của mình nè, mình đã cập nhật lên cái phiên bản mới nhất rồi nhưng mà nó vẫn chưa báo những cái đoạn mà ghim bản hạn chế tốc độ nha các bạn, cho nên không có tin nó được. Ra đường tỉnh DT720 nha các bạn. Mình đi chuẩn bị đi ngang qua cái nút ra giao ra Hàm Thuận Nam nè các bạn. Nút giao ra là giao huyện Hàm Tân Hàm Thuận Nam ha, quốc lộ 55 ha các bạn. Trước mặt nè. Thì hiện tại cái nút giao này không biết được đi chưa? Mới được ra chưa đây à? Chưa các bạn ơi, vẫn bị chặn lại đây nè. Chưa ra được cái quốc lộ 55 nha các bạn. Thì sáng giờ đi trên cái tuyến cao tốc này mình thấy được cái chất lượng mặt đường rất tốt nha các bạn. Đó, đường rất là láng, rất là mịn. Đi rất là sướng luôn. Và nãy giờ mình đi qua khoảng 2-3 chỗ là hạn chế tốc độ tại vì có công trường đang thi công á. Người ta sẽ ghi bản từ giảm tốc độ 180 và 60. Thì ở đây là địa phận của Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha các bạn. Chuyển qua lên này đi ha. Cái thời tiết hôm nay thì cũng nắng, không có mưa nè, cũng thuận lợi cho việc di chuyển. Hiện tại bây giờ mình đang đi 110 km/h nha.
vườn thanh long, vườn thanh long của anh ta. Chuẩn bị qua một cái nút rẽ ra để đi ra quốc lộ 20, à, quốc lộ 1A đó các bạn ơi. Đây trước mặt các bạn là cái nút ra quốc lộ 1A ha. Ra đoạn huyện Hàm Thuận Nam ha. Đây. Mình sẽ tiếp tục mình đi thẳng nha các bạn. 57 nữa mình sẽ tới được cái nút giao quốc lộ 28B Lương Sơn Đại Ninh. Đây chị Google chị chỉ nè. Rồi tiếp tục di chuyển thì cái nút ra này nó được thông xe rồi nha các bạn. Cái khúc này là cái khúc cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết nha các bạn. Thì cái tốc độ được bị hạn chế lại còn 80 km/h thôi. Tại vì cái khúc này thì cái đường nhỏ, đường hai làn xe nè, không có làn dừng khẩn cấp nè. Đó, Ma Lâm 25 km nè, Đại Ninh 50 km nè. Vậy là mình đã đi hết được cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nha các bạn. Đây là cái cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo ha. Thì cái giai đoạn đầu của cái cao tốc này giờ chỉ có 4 làn xe. Tổng cộng 4 làn xe thì 2 làn mỗi bên thôi nha các bạn. Cho nên cao tốc này chỉ được chạy tốc độ tối đa là 80 km/h ha. Cao tốc này nó nhỏ hơn cao tốc kia. Đó. Mình sẽ đi 54 km nữa trên cao tốc này, mình sẽ rẽ ra cái lối ra quốc lộ 28B ha. Thì ở đây nó chỉ bố trí những cái trạm dừng khẩn cấp rải rác ở trên đường cao tốc thôi chứ không có xuyên suốt dọc đường ha. Các bạn lưu ý để đi tốc độ cho nó chính xác ha, tránh bị phạt. Ở đây thì mình sẽ set cruise control 80 km/h và mình đi theo tốc độ đó thôi. Thời tiết tới hiện tại bây giờ là 8:20 sáng, thời tiết mát mẻ, không có nắng cắt nè. Ở trước mặt các bạn có một ngọn núi và có mây, quá đẹp các bạn ơi. Thì cái cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đó mình đi cỡ một tiếng ha, là sẽ đi hết cao tốc đó. Với tốc độ trung bình là cỡ khoảng 100 tới 101 km/h nha các bạn. Rồi thì ở đây cái chặng đường còn lại là 50 km/h trên 50 km trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo á. Thì ước chừng mình sẽ đi cỡ chưa tới một tiếng đồng hồ nữa mình sẽ đi ra cái lối ra đó ha. Thì suốt cái dọc đường hơn 100 km trên cao tốc không có trạm dừng chân nha các bạn. Thì trước khi đi vào các bạn nên chú ý sắp xếp đi vệ sinh cũng như là ăn uống rồi cho hợp lý ha. Thì mình đang set cruise control là 82 km/h ha. Thì cái tốc độ vòng tua của mình rất là ít nè, cỡ 1.400 tới 1.500 vòng phút thôi. Thì đi với cái tốc độ này với vòng tua này thì rất là tiết kiệm xăng nha các bạn. Chung là cái cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết này nó nhỏ nè. Tại vì đã mới hoàn thành cái giai đoạn 1 của dự án thôi, giai đoạn 2 sẽ được mở rộng cao tốc ra thì lúc đó cái tốc độ tối đa nó sẽ được tăng lên ha.
Chứ cao tốc mà chỉ cho chạy 80 thôi thì cũng hơi phí. Tại vì đường quốc lộ ở ngoài á, mà ngoài khu dân cư đường có giải phân cách cứng, tốc độ tối đa được chạy là 90 km/h thôi. Thì đi vô cao tốc tốn phí mà chỉ được chạy 80 thôi thì hơi phí ha. Nhiều người cũng nêu lên cái tình trạng này ha. Đây trước mặt các bạn có một cái bảng chỉ dẫn là sẽ có làn dừng khẩn cấp phía trước 1 km nữa ha. Thì sáng giờ mình đi thì mình chưa gặp những cái chốt công an nào nha các bạn, nhưng mà các bạn cũng đừng đi, nên đi đúng theo cái biển báo của đường. Từ ngày mà cái cao tốc này được mở ra thì cái thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía miền Trung cũng như là đi lên Đà Lạt thì cũng được giảm xuống rất là đáng kể ha. Hồi xưa mình đi ra Nha Trang thì cũng phải mất 8-9 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ thì nó chỉ rút ngắn lại còn 5-6 tiếng thôi. Và tới thời gian mà đi lên Đà Lạt cũng vậy luôn, chỉ có 5-6 tiếng thôi. Cho nên mình đi thì mình dành thời gian cho nghỉ ngơi cho nó hợp lý. Đi mệt thì dừng nghỉ thôi, không có ráng chạy nữa các bạn. Hồi nãy mình đi trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo á. À quên, dầu dây Phan Thiết á, cao tốc dầu dây Phan Thiết. Có rất là nhiều xác chó nằm ở trên đường nha các bạn. Cho nên các bạn chạy ban đêm thì các bạn cái tầm nhìn phải xa ra để xác định những cái con vật nuôi ở trên đường á. Thì khi mà tông vào phải những con đó thì nhất là nguy hiểm, thứ hai là xe mình nó cũng bị móp bị trầy. Rất là nguy hiểm ha. Đó, nó có rất là nhiều bảng xin giữ khoảng cách an toàn ha. Thì đi trên cao tốc hoặc là đi những cái đường khác thì các bạn nên chú ý là tùy theo cái tốc độ của mình mà giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước theo như cái luật giao thông đường bộ ha. Đây có một cái bảng kia trước mặt các bạn là Ma Lâm 18 km, Đại Ninh 48 và Chợ Lầu là 64 km/h ha, km về khoảng cách tới các nút giao ha. Thì cái cao tốc này nó đang nằm trong cái địa phận của huyện Hàm Thuận Nam ở tỉnh Bình Thuận nha các bạn. Hai bên nãy giờ thì mình đi ngang qua rất là nhiều những cái vườn thanh long ha. Thanh long thì mùa này chưa tới mùa thanh long, nó chỉ mới ra hoa thôi. Ok, mà các bạn tiếp tục theo dõi cái chuyến hành trình của mình ngày hôm nay nha. Đây là cái lối rẽ ra quốc lộ 28 nha các bạn. Đây là cái lối ra rẽ ra quốc lộ 28 nè, đi được rồi nè. Tới đây có bạn hạn chế tốc độ 60 nè, giảm tốc độ xuống 60 ha. Rồi, đi thôi. Mình sẽ tiếp tục mình đi thẳng, mình không đi đường này nha các bạn. Đường này cũng lên được trên Đà Lạt á, nhưng mà mình sẽ tiếp tục mình đi thẳng đi 28B. Nó sẽ ngắn hơn được 30 km ha. Cao tốc Bình Hảo Phan Thiết 80. Nhưng mà sáng giờ đi cao tốc này nó nhàn lắm các bạn. Đi cao tốc này nó nhàn lắm, mình để cruise control mình đi thôi. Rồi, Đại Ninh là 30 km nữa nè, Chợ Lầu 45 ha. Như cái Chợ Lầu là cuối của cái đoạn cao tốc Bình Hảo Phan Thiết này rồi. Nói chung nãy giờ đi cũng nhàn, để rồi còn cho anh đi thoải mái ha. À, cảnh đẹp, ra đây thì nó hơi nắng hơn cái lúc hồi nãy á, hồi nãy đi mát hơn. Đây núi trước mặt nè, đây người ta trồng ruộng nhiều nè.
10 km nữa là mình sẽ rẽ ra cái nút giao của cái quốc lộ 28B nha các bạn. Đường cao tốc Bình Thạnh Phan Thiết này thì đường thông thoáng dễ đi nè, chạy nhanh lắm, chạy tốc độ thấp 80 km/h ha. Những xe nào mà có road control thì các bạn để road control đi ra tự động ha, rất là nhàn. Nó cũng ít biển hạn chế tốc độ nữa nên các bạn giờ nó dễ đi lắm. Mà trên cao tốc chạy 80 cho nên mình cảm giác là nó sẽ hơi chậm hơn so với đường ngoài á. Này đường cao tốc ha, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết giai đoạn 1 ha. Đường chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, không có làn dừng khẩn cấp ha. Sáng giờ mình đi mình đã reset lại cái đồng hồ mà đo nhiên liệu á, thì đây hiện tại bây giờ nó chỉ báo là 5,3 lít trên 100 km thôi nha các bạn. Đi cao tốc rất là sướng đó, tiết kiệm nè. Mà mình để ga tự động luôn control đi nữa thì càng tiết kiệm hơn nữa nha các bạn. Thì hiện tại bên Việt Nam mình đang hướng đến làm cao tốc Bắc Nam luôn, thì lúc đó các bạn có thể đi Bắc Nam bằng cao tốc ha, rút ngắn được cái thời gian cũng như công sức ra rất là nhiều. Đi cao tốc thì mình rất là khỏe, mình không phải dừng chờ đèn xanh đèn đỏ rồi né xe hai bánh. Ok, còn 6,5 km nữa mình sẽ tới được cái nút giao quốc lộ 28B Lương Sơn Đại Ninh. Mình sẽ đi lên đèo Đại Ninh ha. Thì đèo Ninh mình chưa đi bao giờ, mình sẽ trải nghiệm cái đường đèo đó. Đi hoàn toàn mình để ga tự động đi nè, chân mình nghỉ ngơi. Đây các bạn ơi, mình còn 1 km nữa là tới cái lối ra Đại Ninh rồi các bạn. Đây. Thì các bạn không ra Đại Ninh, các bạn đi thẳng sẽ ra được Vĩnh Hảo nha các bạn. Đây, bản đồ chị Google cũng chỉ nè. Đó, còn 1 km nữa sẽ ra lối ra ha. Tới đây mình chú ý là quan sát và giảm tốc độ để đi. Đây là địa phận của huyện Bắc Bình ở tỉnh Bình Thuận nha các bạn. Đây, Lương Sơn, quốc lộ 28B. Đây, mình sẽ rẽ ra lối ra này. Máy cầm quay coi nè. Đi nha các bạn. Rồi mình sẽ rẽ trái ngay khúc này để đi lên hướng quốc lộ 28B. Đường mới làm cho nên xấu lắm. Cái lối ra này vẫn chưa làm xong cho nên nó hơi xấu, hơi đi khó đi ha.
Rồi, giờ mình đi sẽ đi thẳng cái quốc lộ 28B này. Một mạch lên giao với quốc lộ 20 ha. Chắc đường bụi mịt mù luôn. Những các bạn nào mà đi xe sedan gầm thấp thì các bạn lời khuyên ha, không nên đi cái đường này nha các bạn. Những xe gầm cao thì đi đường này. Và bụi mịt mù. Đường này vẫn chưa làm xong ha. Vẫn còn đường đường đá, đá dăm, đá sỏi nè. Đây rồi, lúc này khúc đường nhựa. Thì hôm nay cũng vắng xe các bạn ơi, không có động xe máy nè. Đứng đây ở quê mà. Này hơi khó đi xíu nha các bạn, đường chắp vá nhiều nè, nhiều ổ gà nè, cho nên người ta chắp vá để lồi lõm ha. Chút nữa đi lên trên chân đèo á, sẽ có một cái quán nước, mình sẽ dừng đó mình nghỉ ngơi ha. Sẽ nghĩ dễ lao đó rồi. Cái khúc này là cái khúc mới vô quốc lộ 28B đó các bạn. Thì còn khoảng hơn 100 km nữa thôi là mình sẽ tới được trung tâm của thành phố Đà Lạt. Thì 100 km với cái tốc độ này thì khoảng 3 tiếng nữa mới tới tới nơi á. Đường xấu. Đường vô khúc này nó dễ đi hơn lúc mà đoạn mới vô rồi. Mới vô nó khó, nó đường nó xấu cỡ chừng mấy cây số thôi, 2-3 cây số thôi. Vừa tới đây đường nó cũng dễ đi nè. Đây, trước mặt các bạn là một cái ngọn núi. Nhưng mà đường đẹp. Không có quá khó đi ha. Đường cũng vắng xe nữa. Mấy anh 51 chắc ở trên Đà Lạt mới xuống. Hai anh 51. Chưa mẹ, còn 30-40 cây nữa mới tới địa phận Lâm Đồng. Mình đi đường này, cuối đường này mới tới Bảo Lộc.
đang đi vô cái chân đèo Đại Ninh rồi các bạn. Đường đây thì hơi khó đi á, nó có mấy ổ gà to lắm, các bạn phải dừng lại và từ từ ha. Phía bên đây có một cái con cái hồ đẹp lắm nè. Cũng có nhiều anh xe anh cầm thấp đi cái đường này. Đây ví dụ như những chỗ này nè, dừng lại qua. Quá đẹp luôn. Đó có một cái hồ bên phía tay trái nè. Có mấy anh dừng lại, mấy anh check in chụp hình các kiểu. Trái bạc cắm trái luôn á. Hồ bên đây. Đường ở trong đây thì cây cối tùm và đặc biệt là không có đèn đường nên mình cũng hạn chế đi vào ban đêm. Đường này ban đêm chắc vắng lắm. Dọc xuống mà gặp ổ. Đường này giá là rất xấu nha. Anh nào mà xe nhỏ xe thấp thì cân nhắc trước khi quyết định đi đường này. Đây là cái khúc khu dân cư trên cái đường quốc lộ 28B nha các bạn. Đường ở chỗ này thì cũng dễ đi hơn chút xíu, nhưng mà đây là trong khu dân cư ha, tốc độ đường mình chạy được 50 km/h thôi. Dê, người ta nuôi dê kìa. Ở đây hai bên đường có người dân ở nè. Vô đây thì đường nó dễ đi hơn nè, được hơn ở khúc ngoài rồi. Đường nhựa cũng láng, không có bị ổ vòi ổ gà ha. Đó. Trong đây thì đường dễ đi hơn nè, cây cối xanh. Nhiều cái khúc cua quanh co á, cho nên có một
một cái mẹo nhỏ để các bạn khi mà các bạn đi những cái đường đèo này thì các bạn nên nên mở bản đồ ra để mà ví dụ như là mình sẽ coi trước những cái khúc nào mà quanh co á, ví dụ đây nè, thì mình sẽ làm chủ được cái tốc độ để vào cua cho nó hợp lý ha, cho nó an toàn ha. Xe khách 30 chỗ đang đi xuống. Đây có một cua cùi chỗ. Cua lên mà đường xấu lên chứ. Xác được xe đối diện. Mình vô tới đây là nãy giờ mình như không đi ngang qua một cây xăng nào hết. Nên những ai mà đi đường này thì nên chuẩn bị xăng trước khi đi vào đèo nha các bạn. Chứ hết xăng ở đây thì cũng hơi mệt á. Đỏ 51 Sài Gòn. Đây lại là một cái khu cua chỏ. Đây cảnh đẹp lắm các bạn ơi. Dưới đây là núi non hùng vĩ đẹp đẹp luôn. Cái là đường đây hơi xấu thôi. Sau này chắc chắn, mình nghĩ chắc chắn chính quyền sẽ làm lại cái đường này để thu hút du lịch á. Chứ giờ cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết mở ra rồi thì đa số người ta sẽ chọn cái đường này để người ta đi lên các điểm du lịch trên Lâm Đồng cũng như là Đà Lạt. Qua đây có một cái vực. Cho nên việc mà làm lại sửa chữa cái đường này thì mình nghĩ là hợp lý. Wow, quá đẹp luôn. Trước mặt các bạn có một cái đập bắc ngang qua kìa. Đập tràn. Cái khung cảnh ở cái đường này rất là đẹp ha. Chỉ có đường xấu thôi chứ khung cảnh đẹp lắm. Đây là một cái khúc cua nguy hiểm. Sen mình là sen hơn sau mình. Ok,
khi đi đường đèo và vào những cái khúc cua này, các bạn tuyệt đối các bạn không được vượt xe nha. Tại vì xe mình đi đóng cửa kính bít, mình không có nghe được có tiếng xe đối diện đâu, rất là nguy hiểm à. Cho nên khi mà vào những khúc cua này thì tuyệt đối đi đúng lane của mình, không có lấn lane cũng như là không được vượt ha. Chỉ vượt ở những cái khúc nào mà đường thẳng mà mình đảm bảo được cái tầm nhìn an toàn. Dẫn nước xuyên núi kìa. Lúc này là mình đang leo đèo nha các bạn, leo mấy cái dốc cao lắm. Đó, cứ quanh coi vậy mà leo cái dốc cao nè. Tiếng máy gầm lên luôn ạ. Chắc đều đang leo lên cái đỉnh đèo. Wow, cái dốc cao. Dốc cao khủng khiếp luôn. Mình leo cao và thay đổi áp suất sẽ bị ù tai. Nhưng mà nuốt nước bọt cái là hết ra. Nè có mệt không? Lại lên một cái dốc cao.
khung cảnh ở đây rất là đẹp. À, có một cái đường ống ở trước các bạn ạ. Đường ống nước hay không? Đường nó trắng trắng. Nó dẫn nước từ trên đỉnh núi xuống. Vẫn đang leo đèo các bạn ơi, đèo có nhiều cái khúc cua cùi chỏ cao mà vừa cua cái lên trên dốc cao, bạn đi nhớ chú ý nha. Nãy giờ leo chưa không à, chưa thấy đường xuống. Thì cái đèo này còn có một cái tên khác là người ta gọi là đèo lò xo các bạn, tại vì nè nó dích dắt giống như là cái hình lò xo. Trước mặt mình có một cái anh tải, không biết anh này anh leo nổi không ai. À, cứ né xa xa anh này rồi chắc. Ở đây có một cái quán ở trên đỉnh đèo nha bạn, mình đang vô cho xe nghỉ ngơi cũng như là cho người nghỉ ngơi nha. Cái quán này làm đẹp lắm nè. Bên kia có một cái đám mây đang che cái núi kìa, đẹp quá đẹp các bạn ơi. Bên đây thì khí hậu mát mẻ lắm. Quán này giá cả cũng hợp lý nha các bạn, chỉ có 20-30 nghìn một ly thôi, ly nước thôi, hợp lý ha, quá đẹp. Bây giờ đây là cái quán này nằm trên đỉnh đèo rồi nha các bạn ơi. Đèo này nói chung là cũng nguy hiểm đó, những cái bạn nào mà mới chạy xe các bạn không nên đi ha. Có nhiều khúc cua quanh co ha, vừa cua cùi chỏ mà vừa lên trên leo dốc nữa. Quá đẹp luôn. Mình mới nghỉ chân ở cái quán mà trên đỉnh đèo nha các bạn. Quán này mát mẻ lắm, giá cả cũng hợp lý, chỉ có 20-30k một ly nước thôi. Và bây giờ là 10:49 ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển lên Đà Lạt ha. Ok. Cái khúc này là mình đã qua được cái địa phận của tỉnh Lâm Đồng rồi nha các bạn. Đó, mình bắt đầu thấy những cái cây thông nhiều mọc, nó mọc ở hai bên đường. Thời tiết nó mát mẻ rồi, ở ngoài trời nhiệt độ đang là 28 độ thôi, mặc dù là trời nắng gắt. Chạy theo cái đường quốc lộ 28B nãy nha các bạn, thì sẽ gặp một cái ngã ba, các bạn sẽ rẽ tay trái để đi lên quốc lộ 20 ha. Thì từ đây còn 7 km nữa là lên tới quốc lộ 20 nha các bạn. Thì cái khúc mà đèo Đại Ninh từ đỉnh đèo là cái quán dừng chân hồi nãy á, thì đi ra tới đây thì đường thoáng dễ đi nè, đường nó đẹp nè, nó không có ổ gà giống như là lúc mà đang lên đèo ha. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển.
đang gặp nạn, ta đang cứu hộ. Mình còn khoảng 1 km nữa là mình sẽ ra tới quốc lộ 20 nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 11:20. Mình sẽ chạy lên trên Đà Lạt mình kiếm quán ăn trưa, xong rồi mình sẽ về khách sạn nghỉ ha. Ở đây trong khu dân cư ha. Mình chỉ chạy 50 thôi. Đây các bạn, đây là ngã ba ha. Mình tiếp tục mình quẹo tay phải, mình nhập vô quốc lộ 20 để mình đi. Nhập làn chú ý nhường đường cho xe đi thẳng. Rồi. Ở đây là huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây thì dân cư đông đúc hơn ở ngoài kia. À, 12:20 thì mình đang dừng lại để ăn cơm, ăn cơm trưa tại một cái quán ăn ở trên quốc lộ 20 nha các bạn. Hiện tại là 12:24 mà mình chuẩn bị vô cao tốc Liên Khương Đà Lạt nha các bạn. Thì nãy giờ mình dừng lại mình ăn cơm á, ăn cơm trưa tại một cái nhà hàng tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Rồi mình sẽ quẹo vô cái bùng binh này để mình vào cao tốc Liên Khương Đà Lạt. Tối đa là 90, tối thiểu là 60 nha các bạn. Mới vừa đi hết cao tốc Liên Khương Đà Lạt nha các bạn. Hiện tại thì mình đang đi vào đèo Mimosa. Mình đang lên Đà Lạt bằng hướng đèo Mimosa nha các bạn. Còn 3 cây nữa là tới trung tâm thành phố Đà Lạt nha các bạn ơi. À, đường đèo Mimosa thì hơi đông. Xe nối đuôi nhau đi từ từ, đi chắc được 30-40 km/h thôi. Rồi, thì vậy là đi qua khỏi cái đèo này là mình đã tới được thành phố Đà Lạt nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ đang là gần 1 giờ ha. Rồi, chắc video của mình tới đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái cuộc hành trình của mình ha. Hẹn các bạn ở những cái video lần sau. Bye.
Thì mình đã vào được trung tâm thành phố Đà Lạt sau gần 7 tiếng di chuyển, kể cả thời gian ăn sáng, ăn trưa cũng như là nghỉ ngơi ở trên đèo nha các bạn.